không để bẫy được, này úp máng luôn. Hello, xin chào anh em bắt khẩu nha. Nay mới mua sâu được nè anh em ạ. Hôm nay mua không có, tại vì người ta không có đi bỏ sâu được anh em. Sâu dế gì cũng không ai đi bỏ được, nên mình mua cũng không có. Sáng mình đi chợ, sẵn mình ghé tiệm, ghé hai tiệm mới có nha. Sâu rồi có với dế không có, không có con nào. Hôm nay hết mồi rồi, đâu có đi mua được anh em. Nay có cái phiếu đi chợ, mình lấy phiếu đi chợ mình đi mua cám lúa cho gà ăn, sẵn mình ghé mua sâu luôn, chứ không có phiếu đi bị phạt anh em. Mà hôm nay cho mấy con quất ăn cám không, không có màu gì đâu mà ăn. Rồi hai quất đẻ ăn hôm nay không có màu gì hết. Bắt con nó ra này được cũng từng rồi anh em à, không biết nó có đẻ lời chưa không á. Mình làm cái ổ mới này nè, bữa hôm cái ổ bên đây, hôm nay mình dời qua đây để coi coi nó thích không. Nó thích rồi, nó đẻ nhiều hơn, mà hôm nay cũng chưa dám coi nữa. Mình bỏ lá chuối vô, mình thấy nó tha mất tiêu anh em, chắc có lẽ nó tha lên nổ, mà không biết đẻ chưa nên đâu có dám coi, coi sợ nó giận nữa. Mấy con này khó chịu lắm. Cho nó ăn sâu sung sung, cho nó đẻ nhiều nhiều chút. Này con mái nè anh em, nhìn trống đó. Gặp này thấy con dạng sang năm chắc thả rồi đồng luôn, cho nó tự đẻ rồi nó đẻ sai không, mình nuôi nhốt thấy thiếu chất lên này, mà cho ăn cho chứ thấy cũng không đủ. Ra ngoài nó ăn đủ thứ đẻ mới sai được. Lúc này rảnh không có đi bẫy được, buồn ghê anh em. Vòng vòng nhà ra vô biết biết làm gì nhờ. Có mấy con quất nuôi cũng đỡ buồn chứ không buồn chết luôn. Bây giờ mình ra mình cho ăn và thấy hai con ăn, nhưng mà vài bữa nữa mà ra cho ăn chỉ có một con ăn thôi là mình biết rồi nha anh em, là sẽ có một con ấp. Giờ cứ để tự nhiên vậy, khỏi coi gì mất công, coi sợ bị như lứa gọi nữa. Cái được nhiều được chứ sao vậy. Ăn dế thì nó ngon hơn, nó
chất bổ nhiều hơn để ngon hơn, chứ sâu thì ăn chơi cho nó nóng, ăn thì nó căng lửa, sâu ăn là căng lửa nha, nhưng mà nó đẻ thì nó không ngon. Như cho quất mồi ăn sâu là ngon, căng lửa nóng đó. Chút kiếm mấy cá bầm cho nó ăn thêm. Ở trên đây treo lên đây nè, cái cửa nằm bên kia nhìn vô không thấy ổ được, không thấy trứng được, chung vô mới thấy. Nhưng mà không, mất công sợ giận. Bắt con mình nhốt ở đây anh em, đẩy trong con lồng. Tối mình sợ lạnh, trùm nó đây nè, hỏi ấm đèn, trùm nó đây là ấm đó. Nhát ghê không? Nghĩ từng giật tối ngày bắt ra lớn quá nó vậy. Hôm nay ăn cám không vậy mà nó cũng ăn, không ăn chết sao. Thì hôm nay mới có sâu. Này bự ghê không, chân này sao thấy nó bự dữ vậy không biết, trống hay mái này mà bự dữ vậy không. Sáng mình nhúng nước cho cái khăn nó ướt anh em, cho nó không có khô chân nữa. Tại mà hôm nay mình không có cho tắm nè, còn nhỏ quá sợ lạnh nữa. Sạch rồi, cứt luôn, dơ quá. Nhát ghê. Này mới gà lồng cánh thì bút bút. Rồi. Cho mình miếng sâu nè. Con này dễ nó phái, ăn dữ. Dễ đâu có mua. Được hai con nó vui, dành ăn mau lớn một con.
Con trống mồi mình là thấy con chịp con này là sợ kỳ cục, không hiểu sao luôn. Nó thấy nó chạy vậy. Dữ lắm mà nó thấy chim con sợ tiếu nhóc này treo gần chạy thấy lôi rất mệt. Phần nắng chút nghe anh này sầu phái nha, mà dễ làm biếng ăn, sầu phái lắm. Nếu lúc này không đi bẫy được chắc mình mình úp máng nè, mình không cho nó tắm nữa khoảng chừng 3-4 ngày để khô luôn á, rồi mình mới châm nước lại cho nó tắm là nó sẽ rớt lông anh em. Bây giờ không đi bẫy được thì cho nó rớt lông luôn, rớt lông sớm luôn đi, đặng 11 nó cứng lông sớm mình bẫy sớm, chứ để nó hai lông trễ là thua, không đi bẫy được. Này úp máng luôn đó, úp máng vậy á, không cho nó tắm 3-4 ngày rồi đầu mới châm nước cho nó tắm lại là chắc nó rớt lông. Mùa rồi mình cũng chơi kiểu đó đó, nghe người ta chỉ á, chơi đó thấy được. Mùa này mình làm lại thử phải nhiều, con này phải cái này vô nó mới hỏng đá mình thầm cắn úp máng luôn, chầm nước đây cho nó uống thôi, nó uống nước đây khỏi tắm. Rồi nghỉ tắm 3-4 ngày rồi rớt lông không biết rồi, cái lông nó già rồi. Rồi rớt lông sớm mùa sau mình chơi sớm, chứ nó rớt trễ mình chơi trễ uổng. Con này là hay chất lượng chắc lử thật, nó thì chắc lử nhưng mà nó không có sợ. Con này lông thấy già lắm, lông cánh cho rớt lông luôn, móc chờ sớm được chứ. Chim tơ nè, nhốt nhốt trong lòng này nhỏ nhỏ này cho quen, móc qua lập dễ, nó không sợ. Bữa qua lập rồi thử thấy cũng im.
con này hay nhảy tới nhảy lui, đầu trọc lóc đó. Lúc trước cái con này nè anh em, nó y như con chim con vậy đó, y như con chim con lần đó vậy. Lúc trước nó cũng còn ở một con y vậy á, lớn từ đó mình bắt ra nhát y vậy luôn, nhảy cái tưng cái tưng cái tưng ghét. Mà khoảng khoảng 7-8 tháng sau đó, nó mới kêu nha, 7-8 tháng nó mới kêu đó. Cái lúc nó kêu là nó đứng lại không nhảy nhót nữa, là lúc nó kêu là nó dạng lại nha anh em. Còn nó chưa kêu nó vẫn còn nhát, mà nó kêu là dạng lại ngộ. Nó lúc trước nó nhát y chim con, nó nhảy cái tưng 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 đó ngày, mà giờ dạng nè. Nhưng mà con này con cái nó không 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 cắn tay, nó không mổ. Cũng vừa chim chứ nó không bự lắm, chân cũng không cao, vừa vừa. Kêu giống y như cha nó nha, y như con trống thổ trống cồ, giống y cha, lẹ miệng. Sáng cho nó xuống nước miếng. Để một tuần sau mình quay lại cho anh em coi coi nó có rớt lông không nha. Nó này là ụp máng luôn nè, nghĩ thì bẫy luôn á, chứ lúc này đâu đi được đâu bẫy, cho nó hai lông luôn. Thôi chào anh em nha, hẹn clip sau đi nha, chứ giờ không có đi bẫy được nên đâu có quay clip bẫy cho anh em coi đâu, quay vòng 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 nhà cho anh em coi đỡ buồn chơi, không biết sao giờ. Thôi chào tạm biệt anh em nha.